Hai nội dung được các đại biểu thảo luận trong phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 hôm nay là việc lấy ý kiến nhân dân và hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội, việc tiếp thu giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật nhà ở sửa đổi. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và Hiến pháp, phù hợp tình hình thực tiễn, không cầu toàn, không nóng vội, tôn trọng thực tiễn khách quan để nghiên cứu luật hóa các vấn đề đã được thực tiễn chứng minh là hiệu quả, giải phóng tối đa các nguồn lực phát triển. Về dự án luật đất đai sửa đổi, các ý kiến tại phiên họp đánh giá, việc chuẩn bị xin ý kiến, tổng hợp ý kiến nhân dân về dự án luật được tiến hành bài bản, công phu, nghiêm túc. Đến nay, đã có trên 12 triệu lượt ý kiến đối với dự thảo luật. Các nội dung tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn, có nhiều vướng mắc trên thực tiễn: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính đất đai, giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là dự án luật rất quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng nhiều, nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, tác động lớn đến đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Dự án luật được Quốc hội quyết định xem xét thông qua trong 3 kỳ họp và kỳ họp thứ 5 là lần thứ 2 Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật này. Cùng với việc nêu ý kiến về các nội dung cụ thể, Thủ tướng nêu rõ cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của nhân dân về dự án luật, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, phù hợp với hiến pháp, chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp tình hình thực tiễn. Đặc biệt là xin ý kiến của nhân dân, thì mình phải tiếp thu tối đa cái ý kiến của nhân dân mà nó phù hợp với tình hình, phù hợp với thực tiễn. Thế còn cái nào mà chưa thấy tiếp thu được thì cũng đề nghị là các đồng chí cũng có cái chuẩn bị cái giải trình, cái báo cáo, rồi có cái cách thông báo cho nó phù hợp với cái tình hình để người dân thấy là mình cũng cầu thị, khiêm tốn và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Và cái gì chưa được thì cũng báo cáo lại nhân dân, theo một cái hình thức nó phù hợp, nó hiệu quả. Với các nội dung còn ý kiến khác nhau, cần phân tích rõ ưu nhược điểm của từng phương án, trình cấp có thẩm quyền, thể hiện rõ quan điểm với phương án. Thủ tướng nhắc lại, đất nước ta đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, nên các chính sách phải có bước đi, lộ trình phù hợp, tránh giật cục, chuyển trạng thái đột ngột. Về dự án luật nhà ở sửa đổi, các đại biểu tập trung thảo luận về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật và về một số nội dung cụ thể như sở hữu nhà chung cư có thời hạn, quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân người nước ngoài sở hữu tại Việt Nam, hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung vào những nội dung quan trọng, phức tạp, có tính nhạy cảm, ảnh hưởng sâu rộng đến người dân và xã hội. Đây là những ý kiến có căn cứ, cần được nghiên cứu để tiếp thu một cách nghiêm túc, cẩn thận. Bức xúc hiện nay là cái nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp. Thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Và tôi đề nghị là cái chỗ này là Bộ Xây dựng thì đã có cái tổ công tác rồi thì đi tháo gỡ ngay những cái khó khăn cho từng địa phương, rồi cho từng cái dự án, rồi trên cơ sở đấy lấy một cái địa phương rồi mình khái quát lên, mình tiếp tục mình mở rộng. Thủ tướng cũng nêu ý kiến về một số vấn đề cụ thể, trong đó lưu ý thiết kế các chính sách nhằm tạo điều kiện khuyến khích đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm.